Khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập cái đồng, đã phát minh cái đồng cái khác rồi, nhân đó lại lập cái không đồng không khác. Giảng giải: dị bỉ sở dị. Chữ dị trước là hoạt tự, mang tính linh động, có nghĩa là bất đồng, không giống. Chữ dị sau là thật tự, mang nghĩa thật, tức là cảnh giới của dị tướng, có nghĩa là đối với cái khác bất đồng thì tức thời thành ra tướng của cảnh giới. Nhân dị lập đồng, nhân đối với cảnh giới của dị tướng lại lập nên tướng đồng của hư không, tức là nương nơi năng kiến mà vọng sinh có hư không và thế giới. Đồng dị phát minh, hư không là tướng đồng, thế giới là tướng dị. Một đồng một dị cùng nhau phát minh, thành ra có chúng sinh giới. Nhân thử phục lập vô đồng vô dị. Cảnh giới của chúng sinh vốn không giống nhau, hình mạo của chúng sinh đều khác nhau, nên gọi bất đồng. Sai lầm hư vọng khiến lập nên nghiệp tướng, rồi phát sinh luôn chuyển tướng. Một khi chuyển tướng đã sinh khởi rồi, thì trong cái này khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập cái đồng. Trong thể không, nơi chẳng có gì là đồng, chẳng có gì là khác, cái khác trở nên hiện hữu, nóng bỏng và sáng láng như món trang sức trên đầu. Vốn trong chân không, không có cái đồng, cái khác, nhưng đột nhiên hai thứ này hình thành và tạo nên thế giới. Theo đó là sự hình thành những gì vốn chẳng đồng như cái khác, dị, đã được lưu xuất từ hư không. Tiếp theo chuyển tưởng là sự sinh khởi của hiện tướng, thế nên trong hư không mà thế giới biểu hiện. Phú Lâu Na hỏi, tại sao trong Như Lai Tạng mà bỗng nhiên phát sinh núi sông đất liền? Nay Đức Phật đang trả lời vấn đề đó. Đã phát minh cái đồng, cái khác rồi, nhân đó lại lập cái không đồng, không khác. Chân không vốn chẳng có hình tướng, nhưng nay thế giới trình hiện các tướng trạng. Cái chẳng đồng, chẳng khác là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh được xem là chẳng đồng, vì mỗi loại chúng sinh đều có một dạng hình tướng khác nhau. Chúng sinh được xem là chẳng khác, vì mỗi loại chúng sinh đều có chung khả tính tri giác. Nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng đều được tạo thành từ vô minh. Phần này sẽ nói về hiện tướng. Nhất niệm bất giác sinh tam tế. Các cảnh giới trải qua quá trình duyên khởi mà có lục thô. Ba thứ vọng tưởng này là quan trọng và khó phân biệt nhất. Ha ha ha, 问什么的说